building blocks of our creativity, the foundation of our art. The reason I hope you all. Chắc là các bạn đã xem rất là cẩn thận cái đoạn video vừa rồi phải không ạ? Thú vị phải không ạ? Và cái tiếp theo chia sẻ anh thêm một xíu về Roblox sẽ đem tới Việt Nam những gì. Tại Roblox, nếu các bạn chưa biết về công ty và nền tảng của chúng tôi, thì chúng tôi cho phép người dùng tạo ra bất cứ những thông tin nào, bất cứ ai ở đâu, và chúng tôi có một cái nền tảng cực kỳ mạnh mẽ mà nó có thể cho chúng ta có nhiều người chơi multiplayer cùng một lúc, và có thể là một cái nút thôi thì có thể là chia sẻ cho tất cả các nền tảng Android, iOS, desktop và console, và chúng ta sẽ có đâu đó khoảng đã có đâu có khoảng 70 triệu người sử dụng rồi. Chúng tôi có thể đưa ra cái cách để mà họ có khai thác được cái phần tài chính của phương tiện của mình tạo ra. À, những avatar, logins và những cái phương tiện khác để họ có thể kiếm tiền được từ sáng tạo của mình. Và chúng tôi cũng muốn cho một cái ví dụ về những người dùng có thể kiếm được tiền trên Roblox ngày hôm nay như thế nào. Vào năm 2023 thì và 100 người và cao nhất creators ở đây là kiếm được tới 5 triệu đô la trên Roblox, và đó có nghĩa là cao hơn gấp 5 lần so với cùng thời điểm. Và cái top 10 những người creator hàng đầu trên Roblox đã kiếm được tới là 28 triệu đô la một năm trên nền tảng này.